Hi, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Kaiten. Video này mình tiếp tục giới thiệu một sản phẩm mình săn trên sen đỏ giá 1.000. Trên sen đỏ, có khá là nhiều khuyến mại giá 1.000. Mình đều có video thông báo tới anh em những cái chương trình săn 1.000 nhé. Đây, bộ tô vít đa năng, tô bộ vít da 25 in 1, 25 chức năng, số tiền 15.000. 1.000 với cả 14.000 tiền ship, 15.000. Nhìn xịn xó phết nhở, có cả bao da để đựng luôn ạ. Link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhá. Mở lên này, bao da, bao cái này chắc chắn là da pu giả da rồi, nhưng mà đẹp phết. Thường giả da thì đẹp, đẹp hơn da thật. Đó, đây là cái đính này, giống đính vào cúc áo thôi. Khá dễ dàng rồi. Nhìn chuyên nghiệp phết chứ đùa. Cái này mình thấy cũng săn dễ này, nhiều bạn săn được ở trong nhóm. Đây, chính là cái thân. Chắc chắn phết. Làm bằng kim loại nhá. Này. Đó, kim loại này anh em. Đây cái đầu ấy, có cái lõm lõm ở đây, sờ khá là tích này. Ở những cái đầu này có những cái vạch tròn. Đó. Nói chung là đơn giản thôi. Rồi, và chúng ta sẽ có những cái đầu như này. Đầu rất là nhiều nhá. Nó khá giống là cái bộ tô vít 32 trong một mình đã review ấy. Thì mình nhìn sơ qua cái này thì mình thấy cái này nó chắc chắn hơn đấy. Đó, đúng rồi. Đó. Đây, để xuống này, gỡ ra. Đây là cái đầu, rất là nhiều đầu nhá. 25 cơ mà. 2, 4, 6, 6, 6, 4, 2, 4. Một đầu nữa là đầu gì? Tôi bảo 25. 246, đúng rồi, 6424 cái ở 24 đầu. Ở đây anh em có thể để tiền luôn này. Để quỹ đen đấy. Giấu quỹ đen, giấu vợ. Đấy. Trong này. Ở đây là bộ đồ nghề. Không có gì. Vâng, nói thế chứ vợ mở ra phát điên ngay. Thiết kế kiểu lấy đầu này cũng dễ này. Đó, rất là tiện. Rồi. Đây là cái đầu rất là nhỏ nhá. Rất là nhiều đầu luôn, 25 đầu, 24 đầu luôn anh em. Đầu hai cạnh này. Đây, đầu bốn cạnh đây. Và nó bằng kim loại, rất chắc. Sờ rất chắc và bộ này ngon hơn cái bộ 32 trong một lần trước mình review. Đó. Và chúng ta sẽ gắn lên như này. Hình như trong này có 5 châm hay sao nhỉ? Nó hút luôn anh em ạ. Đấy, gắn vào rất dễ nhá. Không phải 500. Nhưng mà gắn vào dễ này. À, xoáy này ra được. Ở đây. Chi tiết nó sẽ như thế này. Đấy, anh em sẽ gắn như thế này. Đó. Đấy. Nó kẹp vào. Xong rồi chúng ta sẽ dùng cái đầu này. Chúng ta vặn vào cho nó chặt. Đó, đảm bảo không bao giờ. Đảm bảo chắc chắn luôn, không bao giờ bị gãy, không bao giờ tuột ra. Đấy. Vặn vào như kiểu vặn ốc vào cho nó kẹp cái đầu này vào này. Đấy. Cho nó kẹp cái hai cái đầu này vào. Để nó áp sát vào cái này. Để chặt. Rồi. Và với bộ tô vít nhỏ này thì anh em có thể một là sửa điện thoại, sửa những con ốc điện thoại nó sẽ bé, cái đầu bé này, hoặc là chúng ta sửa đồng hồ. Sửa đồng hồ thì dùng những cái đầu tô vít nhỏ này. Chứ còn những cái mũi tô vít ốc nhất to thì không dùng được bộ tô vít này nhá. Tô vít này chủ yếu sửa điện thoại, đồng hồ, mấy cái ốc nhỏ nhỏ thôi. Ngon, vặn ngon. Có nhiều đầu cho anh em lựa chọn. Ok, link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video nhá. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm bộ tô vít 25 trong 1. Có cả bao da đựng luôn. 25 trong 1 là 24 đầu và một cái bao da là 25. Đấy. Nó là như vậy. Các bạn thấy video hãy like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Tiện phết nhỉ. Nhỏ gọn, cho vào túi được, mang đi mọi lúc mọi nơi.